Tôi biết rất rõ, bài nói xuất sắc của ông cố vấn vừa rồi từ cái đầu của thiếu tá Nguyễn Thành Luân. Cảm ơn đại sứ. Phương ngôn Việt Nam có câu một cây làm chẳng nên non. Trong họ núi ấy, nhiều nhất tôi là một cành cây. Ông Như và tôi hợp tác với nhau không phải mới ngày hôm qua. Người có thực tài bao giờ cũng khiêm nhường. Tướng Collins nhiều lần nói với tôi những lời đặc biệt đẹp về thiếu tá. Lại phải cảm ơn đại sứ lần nữa. Từ lâu tôi rất muốn làm quen với thiếu tá. Có lẽ tôi chưa đủ từ ngữ Việt để diễn đạt. Tôi nói như thế này. Từ lâu tôi rất muốn đánh bạn với thiếu tá. Ông đại sứ cho tôi niềm vui lớn và đột ngột. Ngoại giao là một nghề tôi chọn lầm. Tuy vậy nhờ Chúa tôi vẫn tách mình ra làm hai. Cái áo đại sứ tôi chưa trút được khi chưa có lệnh của tổng thống nước tôi. Thiếu tá cứ xem tôi khi nói chuyện với thiếu tá như không mặc chiếc áo cực khổ đó. Và thẳng thắn mà nhận, chiếc áo không chỉ cực khổ mà nó lố bịch nữa. Thế nào? Thiếu tá thích chơi gì? Golf, cano, tennis, bơi, hydroglisser. Tôi không hỏi một bắn súng, vì với thiếu tá một bắn súng hết còn là thể thao. Kể ra tennis tạm coi như môn thể thao đối với tôi. Vậy ta thỏa thuận với nhau thế này, chiều ngày kia tại sạp nội tiết 4 giờ, được chứ? Bà Rena sẽ có mặt, do đó tôi hy vọng cô Dung cùng đi với thiếu tá. Cảm ơn đại sứ. Thuở xưa tôi làm thơ sai, bây giờ tôi làm thơ tỉnh. Tại đại hội văn hóa lịch sử này, tôi xin đọc bài thơ mới nhất ngắn hồn. Thì Dương dù sai hay tỉnh mà cất tiếng thì đến Lý Thái Bạch cũng phải phục bò. Bài thơ cảm tác thời cuộc, nhân việc trưng cầu dân y quốc phê bảo đại, suy tôn Ngô tổng thống. Là quyêu trưng cầu một hiện linh, đốt lò hương gửi mộng bình sinh. Từ nay trăm họ câu quan lạc, đã khúc độc giao rượu chen quỳnh. Có ngày ta trở lại cô đô, lưỡi lê sai máu ngựa tây hồ. Trên tầng chi sĩ bàn tay vậy, đại định giang sơn một bông cờ. Anh uống cà phê trước, em sẽ làm chứng ngay. Hôm nay chủ nhật mà anh cũng phải đi làm mà. Anh xuống Long An có việc gì thế? Tỉnh Long An phát động tuần lễ tố cộng, ông Như bảo anh đến tận nơi xem. Họ tổ chức ở Gò Đen. Em muốn đi với anh không? Em đi có được không? Được. Anh ăn đi cho nóng. Em làm trứng ốp la thật tuyệt vời. Anh thích nhất là trồng đỏ còn sống, mà trồng trắng là chín hết. Vậy anh nên đến đây ăn mỗi buổi sáng. Chỉ sợ nhà hàng này tính mắc quá, anh không đủ tiền trả. Em quên hỏi cuộn băng em chuyển cho anh có giúp ích được gì không? Nội dung cuộc nói chuyện của bác sĩ Tuyến với sếp của em gói gọn trong một vấn đề. Ngày mai bác sĩ Tuyến và đại tá Chiểu cùng lên sân bay Biên Hòa đáp phi cơ quân sự đi Ban Mê Thuộc. Mục đích của chuyến đi, bác sĩ Tuyến sẽ cho sếp em biết sau. Có chuyện gì xảy ra trên Ban Mê Thuộc mà bí mật thế? Theo anh biết thì hiện nay không có vấn đề giữa Ban Mê Thuộc, nhưng tháng tới trên đó sẽ tổ chức khánh thành hội chợ kinh tế cao nguyên. Hội chợ thì việc gì tổng giám đốc công an, giám đốc mật vụ phải tất tả lên trước cả tháng mà lại đi như đi trốn ấy. Thông minh như cô Thủy Dung mà không đoán ra sao? À, em biết rồi. Phải thông báo tin này thật lẹ mới được. Nhân dân Long An quyết tâm chống cộng tới cùng. Cộng sản là kẻ thù không đội trời chung với nhân dân miền Nam. Chúng ta thề đập tan bọn ăn cơm quốc gia, thờ ba cộng sản. Đồng bào mạnh dạn tố cáo bọn cộng sản làm dùng. Nhân đại hội tố cộng
rót dậy, nghe theo lời xúi dục của bọn cộng sản. Nay hối cải, muốn quay về với chánh nghĩa quốc gia, chính phủ sẽ khoan hồng. Đeo cờ ra. Ở đây chỉ có quốc gia, không có cộng sản. Vậy ai muốn về nhà, cứ đạp lên cờ cộng sản mà ra. Để con đi Ban Mê Thuột, vì trên đó sắp có hội chợ. Hội chợ lớn lắm, và nghe đâu Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ lên cắt băng khánh thành. Anh làm gì mà có súng? Em là nhân viên công dân vụ Tây Ninh. Còn anh với chị? Chúng tôi dân thường. Dân thường? Sao bắn súng giỏi vậy? Tập bắn chơi rồi quen. Tôi hỏi thật anh nhé, tại sao anh dám bắn quận trưởng? Tại nó bắn thí vợ tôi. Anh không sợ họ bắt sao? Làm sao bắt tôi được? Tôi sẽ dông vô rừng. À, anh có quen với mấy ảnh? Quen chứ. Anh gan lắm. Mà bắn cỡ quận trưởng thì thật uổng, không giải quyết được gì. Anh biết miền Nam là có mấy trăm quận trưởng không? Hãy chọn chỗ nào khá hơn. Và anh cần tập bắn thêm. Làm như chúng ta có phiêu lưu không? Có lẽ không nên đặt câu hỏi như em, mà phải đặt câu hỏi chúng ta có cách nào làm khác không? Nhưng chiến lược... Khử Ngô Đình Diệm không phải là chiến lược à? Loạn thật, tôi phải trì tôi làm cụi này mới được. Muốn giành trái tim khối óc của dân mà quân trưởng lại đi bắn dân thì chỉ giành được sự oán ghét. Cảm ơn anh đã đến tận nơi quan sát. Hình như hôm nọ tại Đại hội Văn hóa, đại sứ Rena có gặp anh. Có, ông ta chào xã giao, và sau đó có hẹn một cuộc gặp mặt thân hữu ở Sẹt Nô Tít. Bình thường thôi, người Mỹ muốn có nhiều bạn. Tôi nghĩ khi đại sứ Rena mời tôi, không ngừng ở mức ông ta muốn có thêm một người bạn. Giả tỷ như vậy cũng không có gì nguy hiểm cho anh. Tôi không nói chuyện nguy hiểm. Tôi muốn hỏi anh, tôi có nên gặp không?